Thưa quý khán giả, trong chương trình công tác tại đồng bằng sông Cửu Long, chiều hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra, đôn đốc và động viên các lực lượng thi công đường bộ cao tốc Cần Thơ-Cà Mau. Tại đây, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành công trình vào cuối năm 2025 sau khi khó khăn nguyên vật liệu được tháo gỡ. Dự án đường bộ cao tốc Cần Thơ-Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông được khởi công từ đầu năm 2023, dài hơn 110 km. Đi qua 5 tỉnh, thành phố gồm Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau, có tổng vốn đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Dự án từng đặt mục tiêu đạt 35% giá trị các hợp đồng xây lắp ngay trong năm 2023. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là thiếu cát đắp nền, dẫn đến tiến độ dự án bị chậm. Cách đây vài ngày, khoảng 600 mét khối cát biển đầu tiên đưa từ Sóc Trăng tới đắp nền ở đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Việc có thêm nguồn vật liệu sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ dự án. Thủ tướng cảm ơn và mong muốn lực lượng thi công tiếp tục khắc phục khó khăn, tranh thủ thời tiết, tổ chức thi công 3K 4 kiếp, vượt nắng thắng mưa, thi công xuyên ngày nghỉ lễ để kịp tiến độ, phấn đấu vượt tiến độ. Cùng với đó, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thực hiện dự án. Với tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi, Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, thành phố có dự án đi qua khẩn trương dứt điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong tháng 7 này.